Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Sim Vlog. Video hôm nay mình sẽ chia sẻ một món ăn từ quả đu đủ nhé các bạn. Mình sẽ làm món nộm đu đủ nhé các bạn. Đây là tất cả nguyên liệu mình đã chuẩn bị. Một quả đu đủ 2 cân, 2 củ cà rốt, 1 củ tỏi mình bóc sẵn này. Ớt này tí mình sẽ bỏ hạt, lấy làm màu cho đẹp thôi, còn nhiều quả này cay lắm. Rau mùi, 4 quả chanh. Lạc mình sẽ dùng 200g. Lạc mình rang cho nó hơi cháy xém vỏ thế này, đến lúc mình bỏ cái vỏ đi thì lạc nó sẽ vàng và cho vào nộm nó thơm hơn các bạn. Đó, như thế này là được rồi. Đường 3 thìa, muối trắng để tí ướp đu đủ, 1 thìa bột ngọt, nước mắm mình sẽ cho 4 thìa. Ok, bây giờ mình cùng làm nhé. Đầu tiên là mình gọt đu đủ. Sẽ bổ làm 4, tí nạo cho dễ. Okay, bỏ hết hạt ra. Đu đủ mình sẽ rửa qua nha các bạn. Nạo ra mâm này cho tí mình rắc muối luôn các bạn. Mình sẽ rắc 1 thìa muối trắng vào đu đủ để cho nó mềm ra. Mình đảo đều lên để cho nó mềm. Ok, mình sẽ để thế này, xong đi làm cà rốt với lại giã lạc. Cà rốt mình cắm cái đũa như thế này rồi mình nạo nó sẽ được hết các bạn. Sạch. Đó. Mình nạo vào cái nồi này tí trộn vào đây luôn. Cà rốt thì không cần phải ướp muối. Mình sẽ giã lạc. Okay.
dã thế này được rồi các bạn. Cần là miệng quá nữa. Tiếp theo mình sẽ thái rau mùi. Ớt mình sẽ cắt bỏ hết hạt, mình không ăn được cay các bạn, cho vào cho nó đẹp thôi. Ok, nhìn hấp dẫn quá. Rồi mình cắt chanh. Wow. Mùi của chanh đã thấy chảy nước miếng rồi. Lọc cái hạt nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho đường, 3 thìa đường.
chính cho một thìa vơi được ạ. Mắm 4 thìa. Thơm quá, mùi chua ngọt. Đu đủ nó ép xuống khá nhiều rồi các bạn. Này mình sẽ mang đi rửa, xong mình nếm thử nó không mặn được. Đấy, đu đủ đã mềm ra này các bạn này. Rửa xong mình vớt ra cái giá để vắt cho nó kiệt nước các bạn. Vắt nước xong cho vào nồi đây trộn là ok. Bây giờ trộn là xong bạn. Đánh tan đường vào trong này. Đường với lại mì chính. Wow. Trộn cho nó đều, cho lạc đó. Một ít tí rắc lên trên cho nó đẹp. Cuối cùng là cho rau thơm, để một ít ở trên để trang trí. Mình sẽ để một chút để nó ngấm gia vị xong mình lại trộn lại các bạn. Nước trộn nó ở dưới này. Mình trộn lại cho nó ngấm đều gia vị. Ok, bây giờ lấy ra đĩa nha các bạn. Cho ra đĩa to vào cho nó đẹp. Cái nước trộn này tí mình sẽ dưới lên trên. Trang trí. Cho rau mùi lên trên. Ok, cho lạc. Wow, thơm quá. Ok.
Vậy là mình đã làm xong món nộm bạn. Ăn thử một miếng nhé. Mời các bạn. Vị chua ngọt, lạc nó bùi bùi. Có mùi rau thơm nữa. Rất là hấp dẫn luôn. Ớt hơi cay cay một xíu. Mình bỏ hết hạt rồi nên là không cay. Ok, mình sẽ dừng video ở đây nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chúc các bạn có một món ăn thật là ngon miệng.